điên trộm, tự tin như chủ nhà. Chúng ta hãy cùng xem. Vâng, như vậy là một chiếc xe Kia Cerato đời mới đã đỗ ở dưới đường vào lúc 3:16. Một Đức đã đi vào rồi, ngó cửa rồi. Rồi, sao rồi chúng ta hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Rồi, sau khi sờ cổng xong thì ra sờ gốc cây. Trèo lên cây rồi. Rồi, trèo lên cây để nhảy vào trong nhà các bạn ạ. Đấy, đi hẳn ô tô để đi trộm luôn. Chúng ta hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi, như vậy là khoảng hơn 45 phút sau thì cánh cổng đã mở ra. Nào, gì đây? Rồi, một chiếc xe máy đã được thanh niên này dắt ra. Như vậy là phá khóa cổng luôn. Trong 40 phút đấy không biết là đã vào trong nhà khoáng được những cái gì rồi. Ồ, đi ra vẫn rất bình tĩnh nhỉ. Đấy, bình tĩnh đóng cửa như chủ nhà. Quá là liều lĩnh và manh động ạ. Hình như là cái băng trộm cắp này là ở Bình Dương, hoạt động rất là chuyên nghiệp, đã gây ra nhiều vụ trộm cắp. Chưa rõ là mấy thanh niên này đã bị tóm hay chưa, nhưng mà theo những thông tin mới nhất là chưa bị tóm. Nào, vẫn bình tĩnh nhìn nhá. Đấy, làm con xe và khoảng không biết bao rồi, hoạt động cực kỳ chuyên nghiệp. Hy vọng rằng là các thanh niên này sẽ sớm được Jun Petut chiêu mộ. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức, xin chào.